Sáng ngày 7 tháng 1, giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023, Cup Number One tiếp tục diễn ra với chặng đua thứ 3. Đây là chặng đua có lộ trình dài nhất tại BTV Cup 2023, lên tới 198 km, trải dài từ thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc tỉnh Đắk Lắk, đến thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Việc phải thi đấu trong điều kiện mưa to, gió mạnh, khi các đội đua gặp rất nhiều khó khăn, sự bất ngờ cũng liên tiếp xuất hiện, bắt đầu từ Võ Thành Nang của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Cô rơ 23 tuổi có mặt trong top đầu, vượt qua Sprint 1 và Sprint 2, rồi một mình solo gần 40 km để giành chiến thắng Sprint 3. Khi còn cách vạch đích 30 km, một nhóm gồm 4 tay đua liên tục nhấn bàn đạp, tạo khoảng cách lên tới 1 phút 40 giây so với top sau. Tuy nhiên, ở phía sau, các cô rơ Hàn Quốc cùng nhau hợp lực, tạo thành máy kéo để bám đuổi, đưa Trùng Đông về đích. Tận dụng cơ hội này, cô rơ Lê Hải Đăng của Dược Domesco Đồng Tháp tung cú nước rút hoàn hảo để giành chiến thắng chặng. Trong khi đó, với việc cán đích trong top đông, Giang Kyung-gu vẫn giữ được chiếc áo vàng và áo xanh. Em rất là vui mừng khi từ đó giờ là lần đầu tiên chiến thắng chặng của giải BTV. Em là không có nằm trong trò chơi chấp của đấu mạnh đó, thì em 500m cuối thì em bứt tốc ra đi. Đồng Tháp thì bảo vệ thứ bạn ba hàng đầu, là các anh em trong đội cố gắng giữ me đối thủ, cái như đội hàng mạnh như Hàn Quốc, Philippines, như Đồng Nai.